xin chào các bạn. Hôm nay mình có lĩnh sự quán Mỹ ở đây, cho nên chắc là nói tiếng Anh nha. Thì Ngân sẽ dịch cho mình. So I'm very honored to be here tonight. It's 7 years of Nestle's anniversary. I'm very honored to invite Deputy Counsel General Tim and Gerald as well. So I'm very happy. When I was in the U.S. Anh Jack nói là anh Jack rất là vinh hạnh khi mà được mời đến đây để dự cái lễ kỷ niệm thành lập 7 năm của trường Nestle. Đồng thời anh Jack càng vinh hạnh hơn nữa khi mà mời được ông Tim Liston là phó tổng lãnh sự Mỹ và cả ông Gerald là ông Jin Lam có mặt trong buổi tối ngày hôm nay. Dạ. I didn't have the privilege when I was a kid in the U.S. I didn't have a school like Nestle to guide me. So when I saw Mr. He, I was very, very proud of what he's doing. Khi mà anh Jack ở Mỹ, lúc mà cái thời điểm mà anh Jack bắt đầu để mà vào nghề bếp, anh Jack không có được sự may mắn khi mà vào học một cái trường đào tạo về nghề bếp như thế này. Cho nên là anh Jack vô cùng tự hào khi mà thầy Lee đã lập nên một cái trường đào tạo nghề bếp ở tại Việt Nam. So when Mr. He approached me to be the ambassador for Nestle, I agreed wholeheartedly. I wanted to join this program to help the kids in Vietnam. Và ngay khi cái lúc mà thầy Lee mời anh Jack Lee đến để làm đại sứ cho trường Nestle, thì anh Jack rất là vinh hạnh và anh Jack ngay liền lập tức là đồng ý nhận lời. Và anh Jack có giống như anh Jack cũng muốn là có thể giúp đỡ được cho tất cả các bạn học nghề bếp tại trường Nestle. Yeah, and I believe the school is doing a very good job. We have a lot of good teachers, good chef, helping the kids. Và anh Jack càng tin tưởng hơn nữa khi mà ở trường mình có rất nhiều những thầy dạy nghề rất là có tâm và rất là giỏi. Cho nên là cái việc mà giúp cho các cái bạn học nghề bếp của mình sẽ là một điều rất là tốt. Yeah, so I also go to Hà Nội, Đà Lạt and Đà Nẵng. The school is doing really well and I'm so proud of all the directors and all the chefs helping the kids in Vietnam. Và anh Jack càng tự hào hơn nữa khi mà anh Jack được đích thân đi đến các chi nhánh ở tại Hà Nội, Đà Lạt, Đà Nẵng và Jack thấy rằng là các giám đốc ở đó và cả các thầy ở đó đều làm việc rất là tốt và càng rất là tận tâm và tận tình để giúp đỡ cho các bạn học nghề bếp. So I want to thank you, Mr. Yi, with the highest honor to thank you for helping Vietnam with such a great school, Nestle. Thank you. Anh rất là hân hạnh và cảm ơn thầy Lee rất là nhiều khi mà thầy Lee đã xây dựng cái trường Nestle ở tại Việt Nam và giúp đỡ cho tất cả các bạn và hy vọng là mọi việc sẽ càng thành công và tốt đẹp hơn nữa trong những năm tới nha. Thank you. Cảm ơn các bạn.